đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỷ số đậm trong trận cầu mang tính chất thủ tục ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tuy nhiên, điều này nằm trong tính toán của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi ông đã chủ động để các cầu thủ trụ cột giữ chân cho vòng trong. Ở tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa, đội đã từng bị thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh bại 2 lần ở 2 trận giao hữu trước ASEAN. Về thành tích đối đầu, trong 7 lần chạm trán với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam thắng tới 4 trận, hòa 2 và chỉ để thua duy nhất 1 trận, ghi được 14 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không được phép chủ quan. Nếu chơi tập trung thì tấm vé vào vòng bán kết của bóng đá nữ ASEAN 2018 là điều không quá khó khăn với đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.